chín chục cây xanh cổ, xanh cổ chín chục. Ông cho nó vào hàng tiền đạo, tiền cho ra đằng trước này. Thôi không cần, quất quá. Anh Hiếu anh đè trước thì mình ra trước, nhưng anh lại đè cây 40 đè cây 90 rồi. Chỗ người ta thành để đấy, đóng tiền tháng đang làm cái tư đấy. Thiếu vứt bỏ cả chậu đi rồi, hôm trước cái chậu nó vỡ. Nghe chợ đông lắm nhưng mà mua hay không thì chả biết, mà cuối tuần đi chơi trực cổ. Ở đâu lấy hộ ông anh, lấy hộ ông anh mấy cái đơn. Sáng nay lại đi mà quên đi mua. Các bác thấy cây chín chục nó như nào? Đây thì cây lối cổ rồi. Nghề quá. Lúc vào đây nè. Đấy. Ở chỗ người ta mất tiền tháng để vào người ta chẳng để ra tiền chẳng để vào. Chỗ là mất tiền đóng hàng tháng đấy các bác nhá, không phải chúng ra đây mà ngồi đâu. À các bác nha, 90 đây. Ông vướng lắm các bạn, tôi chỉ quay như thế thôi. Mạnh, cây sơn liễu của Mạnh. Lại lách ra tí. Đây là của anh Việt. Đang lên búp. Bắt đầu nảy nảy đấy. Cây xanh quê. Hy vọng là mình nói đúng. À đây. À đây cây của anh gì? Bao tiền cái này? 17 triệu. Quê nhìn giống điển lắm. Còn kia cả trên xe đúng không? Hùng á, hùng nào? À, sơn liêu. Đây cũng không phải à? Sơn liêu. Đấy sơn liêu đấy. Hay nhỉ, đồ cầm tay này, chậu cũng đanh tinh đấy. Đấy, bàn trà. Đấy, cây của anh Việt phải không? Cây của Hùng đang báo giá 4 củ. À, 4 củ. Còn cây kia thì không biết bao nhiêu. À, anh Hùng béo gì? Hùng với Hùng Trần. Cái này chả biết bao nhiêu. Rừng sơn liễu ngất bay. Được đấy. Được của nó. Mình cũng chưa chắc gặp mặt rồi, nhưng mà mình chẳng biết tên. Có mấy bác Hùng liền. À đây, quay nốt cây sơn liễu này. Đấy, đi chơi chợ các bác nha. Giống cái chậu của tôi trồng cái cây phôi xanh quê, à xanh, ờ đúng rồi, xanh quê đánh làng ở nhà ấy.
khúc chậu khúc chậu tàu ấy. Không, vợ thay được mà không thay được thì thêm tập đúng không ạ? thêm tập nữa. Tập 1, tập 2 nữa. Được, nghe có vẻ chân lý hay đấy. Chào ông nhá. Em có cái gì nhỏ nhỏ đây hay thế? Đấy. Sung. Bé mà sung lắm. Cái sung của ông bao tiền đấy? Sung đấy có 1,2 triệu. 1,2 triệu. 1,2 triệu. Đấy. Siêu nhỏ, siêu lùn. Hai, súng tịnh. Xanh. Cái xanh 600 đấy. 600.000, già trắng thân nha. 600.000. Đấy. Làm cái tay rơi nữa. Văn nhân. Ổi của ông thì bao nhiêu đây? 1,5 triệu. Co rẻo, tay nó rẻo. Co quái. Co quái. Đấy, chuyện. 1,5 triệu nhỉ các bạn? Quá này đẹp. Quá đẹp. Thân này. Đấy. À, check đâu rồi. Đẹp quá. Sáng ra mở hàng cái nào chưa? Mở hàng 1 cây. Thế được rồi, chúc ông hết hàng nhé. Cái này bao nhiêu ông? Đấy, 3,5 triệu. Đấy, nhìn đường chạy đẹp phết đấy. Đấy. Điền đấy, xanh đậm điền. Nuôi cái bệ này to ra thôi. Úp vân lên. Đây, có dữ liệu rồi, nuôi to. Đẹp quá. Đẹp không ạ? Chú ông đắt hàng nhá. Xem anh Dũng anh đục cái gì thế chứ. Có tí nữa. Tí nữa tiền đó. Bắt công lao. Tao mày hay gọi cái này là ông Thăng Long chứ gì. Cứ hay hút thuốc dạo này chết. Thuốc dạo. Đấy. Xì đồng. Không không. Cho tôi ngậm cái là tôi châm. Đấy. Thuốc ông là thơm nhất ở đây đấy. Đó, xin ông cổ nông quá. Tây uống. Rồi, cổ nông nhiều nhá. Đó. Thuốc tình, thuốc nghĩa các bạn. À, xem mình Dũng anh đục cái gì. Ý, ra học anh à. Em à? Vâng. Đục giúp hay là của mình anh? Của anh. À, của anh. Nên mang có 1 cây hả anh? Ờ, đây hôm trước anh mua 3 cây là em trở lên một. Dạ. Cây lạ cây đi anh nhỉ? À. Cây này bao tiền anh? 6 triệu em. 6 triệu. Điền đấy chứ đẹp. Điền. Không. Đấy, cây của anh Dũng. Tí này anh ấy làm lên thì khác lắm. Đó là một người tài hoa đấy. Ai có dịp vào thăm vườn anh ấy thì khủng khiếp lắm. Cây cối khủng khiếp lắm. Mỹ mãn luôn. Đấy. Cây nào anh nhờ? Của... Anh Trức ơi! Bao nhiêu? 10 triệu. 10 triệu anh ạ. Cũng thế. Bằng tiền nhau anh ơi. Đó. Thì nó anh ấy đục xong rồi ra xem nó. Giao dịch thành công. Bắt tay đấy. Đẹp quá. Đi mai hương đấy. Vừa bán cây bao tiền đấy chị? Đấy. Bao nhiêu? 500 à? Cây này cũng thế nhỉ? 500. Vừa nãy quên chưa hỏi cây này bao tiền? Bao tiền đấy? 8 triệu, con cây ổi này, 2 cây bằng tiền nhau. 2 cây 8, 1 cây 8 triệu.
đẹp quá. Thôi bây giờ đấy, bây giờ đầu chợ tôi phải gọi điện cho ra nhé. À, vừa nãy quay rồi nhưng mà không biết giá. Rồi biết rồi, vừa nãy có hỏi rồi. Đấy, chị vừa bán cái me rồi, đẹp quá. Ôi, ok, tôi xong cái vụ tôi chưa.